Kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang xin được kính chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đến với chợ bánh mứt của Ninh Kiều, Cần Thơ năm 2019. Và hiện tại mình đang đi mua mứt về cho ngày Tết, nhưng mà mình lựa chỗ nào đông đông vui vui sẵn quay luôn nha các bạn. Phía trước mặt mình thì hơi đông vui, mình quay cho nó vui. Đây là chợ dịch trên đường Nguyễn Văn Ninh các bạn, gần gần với công viên Lưu Quốc Phước. Năm nào thì khu vực này cũng bán bánh mứt hết nha các bạn. À, đủ rồi. Phía trước chút xíu nữa nha các bạn. Theo mình quan sát thì mứt thì cũng như hàng năm, mảng cầu, bánh, kẹo, tắc. Cái này vui nè các bạn. Dạ 20.000 cho 1 gram. Mình sẽ quyết định mua tại chỗ này nha các bạn. Hàng vô không màu luôn mà 20.000 cho 1 gram. Còn cái 10.000 cho 1 gram. Dạ mua rồi quay luôn. Dạ anh thử nồi. Cái đó không có màu đó. Dạ thử nồi anh bên Quân Giả Hoàng luôn. Bánh mứt Giả Hoàng ấy coi đi anh. Nay nằm đi. Cho em coi cái này. Kẻ đậu phộng này nghiên ký chị. Dạ con gửi đó. Rồi. Nghe ông nội nói vui quá hả? Bây giờ vỗ tay luôn, biết vỗ tay luôn. Mua gì em vậy? Cái đó 20.000 nữa, là 200 đến 500. Dạ đang coi chú giới thiệu. Cái này là kẹo kẹo gạo lứt hả chị? Gạo lứt. Gạo lứt nghiên ký. 150. 150 luôn hả? Anh, em hỏi anh ở đâu? 300. Hả? Làm ở chung, nghĩ hả? 500. Ok. Đúng không? 205 nè, 90 nè. 20 nữa nè, 101 nè, 175 đó. Phải không? 185 với 40 nữa, đã rồi. Nhanh gọn. Thì tính nhẩm cũng ra nữa. Bây giờ mình quyết định mình xem hai loại kẹo các bạn để mình mua. Kẹo lạc. Kẹo lạc là Việt Nam bây giờ. Kẹo này cũng 150 luôn hay nhiêu chị? 250 em chị. Kẹo này 250. Còn kẹo này. Dạ. À thế à. À cho em một ký này. Ôi đâu rồi? Quý Quyên. Chạy ra kia về cho em. Dưới đó hả? Bởi vậy em hỏi là anh bên đâu đợi. Bên đâu á, người dân. Vậy là anh quay chơi thôi hả? Dạ. Anh quay chơi thôi. Quay làm YouTube chơi á, mình chia sẻ chơi giống như mấy bạn khác vậy đó. Bây giờ mình lấy 1 ký này trước nha, rồi mình tìm rồi mình mua gì nữa cả. Em coi bánh hả, đừng quay người nha. Người đẹp mà, quay người đi, người đẹp. Người đẹp, kẹo này kẹo gì á em? Kẹo đây nè. Anh quay nó, nó có... luôn á. Đậu phộng bên. Mấy cái thai đẹp thì tao quay kìa. Ờ à, nè, quay đẹp chứ bộ rồi. Cười lên em. Cười. Cười lên em. Cười. Chồng em gớt nguyên chừng. Cười lên luôn. Tại vì biết sao không có sai em coi không? Hả? Có sai em coi không? Ở đó là hàng của Việt Nam đó, hàng của Việt Nam đó. Cái bạc Việt Nam là chị 25. Đậu bê. Rồi. Vậy là cho em 1 ký này với 1 ký gạo lứt. 1 ký này. 1 ký gạo lứt luôn. Dạ. Đó đưa cho anh coi cái bọc đó đi. Đó, đó, đó. Có hàng của công ty của Việt Nam. Dạ. Vậy là 1 ký này luôn á. Cái hai bịch đó. Ở nhà có hai vợ chồng à? Dạ dạ, anh lấy gì kêu lấy chồng cho. Gạo lứt nữa. Đây là gian hàng của chị Kim Phụng. Bán cũng rất đầy đủ các bạn. Trong đó có những cái kẹo đậu phộng. Anh muốn kéo mua đây chị. Cái đèn bịch gì là 30 hả em? Dạ đúng rồi anh, có giấy giá. Để xem em nha. Vỗ tay cho lọt coi coi. Đây là
kẹo chuối. Chuối nghèo. Ngoài ra còn có mức dừa sữa là 250 một ký nè các bạn. Mặn cầu đây là những cái loại mứt chà là. Chà là 10.000 trăm là 100.000 ký. Mứt mận. Mứt hồng. Đây là kẹo. Kẹo này kẹo đậu phộng Yummy Melly. Còn bánh nữa nè các bạn. Bánh này mình cũng hề, mình rất là thích ăn loại bánh này. Bánh này rất là ngon. Bánh này kêu bằng bánh cái gì á, ăn mà không có biết tên. Rồi tính tiền giùm em đi. 150, 300 anh có hai nước đúng không? Dạ. Rồi giờ mặc luôn cho chị luôn. Cho em gửi đây đi, em đi dạo quát lát quay lại đây. Vậy đó mà chị còn hỏi em nữa đó. Rồi gửi cho em gửi đây ha. Thôi giờ chạy thôi, ghé lửa đi chạy. Thôi giờ ghé lửa đi chị ơi. Đây là khu vực bán mứt tiếp theo nha các bạn. Sabila. Mới ghé đó quầy. Chị giới thiệu cho em một số loại bánh đi. Thường năm nay mình bán những loại nào là chủ yếu mà khách chạy rồi chị? Mặn cầu dai nè. Dạ. Thật dẻ. Dạ, là những loại mặt hàng mình bán chạy đó phải không? Dạ. Ngoài ra điều, còn thật đều. Hạt dưa bán chạy không ạ? À? Hồi xưa cũng bán chạy, giờ cũng bán chạy. Có chắc là mặt hàng năm hạt dưa, hạt dưa. Hạt dưa cũng chạy luôn. Dạ. Hạt rồi. Dưa hướng dương rồi đó. Dạ. Bán mình bán cái trong bán bánh này bao nhiêu năm rồi chị? 10 năm rồi. 10 năm rồi đó hả? Năm nào cũng bán đây chứ hả? Năm nào cũng bán đây. Còn chị cũng bán chung luôn hả? Dạ. Xin lỗi nha, anh đang ăn lỡ thôi. Bình thường rồi, đúng rồi. Dạ. Để coi mua gì ủng hộ chị nhé. Để mua ủng hộ bên kia rồi qua bên đây không ủng hộ. Để em coi cái gì được em lấy một món. Cảm ơn em. Dạ. Ở đây có cái gì ngon đặc biệt lạ thôi, chị chỉ em thử đi. Mứt hạnh nè. Dạ. Hạnh này rất là ngon. Dạ. Rồi mắm cầu dai. Mắm cầu dai rất là ngon luôn. Rồi kẹo thì có này sô-cô-la nè. Sô-cô-la. Sô-cô-la dưa hấu. Dạ. Kẹo hạt điều. Dạ. Kẹo hạt điều. Kẹo sông hỷ. Wow, kẹo sông hỷ đẹp quá ha. Rồi nước này mứt me. Mứt me nguyên trái. Mứt me nguyên trái nè. Dạ. Mè giòn. Rồi đậu phộng trong đó bao nhiêu ký chị? Đậu phộng trong đó 100. 100 ký hả? Đậu phộng này cũng 100. Dạ. Đậu phộng này đặc biệt 150. Dạ. Đặc biệt là sao chị?
nó vừa có đập mà nó vừa có hộp đậu phộng nguyên luôn. Cái này 120 kg hả? Ờ, cái này kẹo gạo lứt 120. Bún cà chua nè. À, đây giá cả hợp lý nè các bạn. Giá bên đây 120 nè. Bên đây là giá là hợp lý. Bán không nói thắt, căng hơn. Căng đủ thôi chứ không có cần thiếu. Bây giờ chắc em lấy cái mới mới thôi ha. Lấy cái đó à. Món cái mới mới vậy đi. Tại nãy em cũng mua được ít rồi. Rồi. À, cho em cái này là của ở đâu sản xuất chị? Hàng cái mình hả? Dạ. Cái này là không có thấy được. Đây truyền thống rồi, cho nên hay ăn cái này quen rồi. À. Cái gì tăng gì nguyệt đó. À, hốt em phải trình cái này. Chơi. Chơi cho vui vậy con ngày xuân mà. À, cái đó em 300 g đi. 300. Dạ. Cái đó là 100 ngàn đó phải không? Ký phải không? Rồi, đúng rồi. Chưa nha, còn nữa nha. À, còn rồi, lấy bọc hết này, lấy tiền ơi, hết câu câu rồi con. Kiếm cái gì hết cái nữa coi. À, đây là không khí mua bán tại ngân hàng mức của ở đây đủ các loại hết trơn nè, kẹo Hàn Quốc, dẻo Hàn Quốc. Cái chuối này sao vậy cô? Chuối cuộn. À, ăn giòn ngon lắm. Nhiều bán sao á? 10.100. Trời cho con 300 nữa luôn. Rồi. 300 kiểu rồi. 300 chuối cuộn luôn anh Vũ. Rồi. Đó nhiêu chú? Này 200 nè. Thôi ai lấy đại cho con. 300 đi ha. Ờ 300. Đậu phộng bơ. Cái này đậu phộng bơ. Dạ. Hai cái chuối. Thế tại con lựa cái nào mà con thích ăn á. Rồi, có hay ăn á. Lấy này không? Cái này lấy rồi mà bên kia rồi phải không? Dạ, hồi nãy kia mua kia 1 ký luôn rồi. Tới dự định mua có 2 thôi. À. Bây giờ mình mua mứt khóm. Cái này 2 3 cục nữa là 400 cho con. Ngon lắm con. Mình cầu. Cầu cầu sữa dài, mắng cầu sữa tròn, lấy cái nào giờ ta? Ủa sao cái này ba giá khác nhau vậy em? Dạ, cái này là mắng cầu dai nè, mắng cầu nguyên chất luôn, nguyên sớ chua chua ngọt ngọt. Cái này là cầu me, còn cái này là mắng cầu sữa. Cầu sữa là sao em, có pha sữa vô? Dạ đúng rồi, pha sữa cho nên cái này nó có vị ngọt hơn, nó ít chua, còn cái này là chua nhất luôn. Bây giờ vậy cho anh 200 gram này đi. Rồi hồi nãy với kẹo chuối với đậu phộng kia nữa. Không khí chợ mức nha các bạn ơi. Đây nè, còn trong kia nữa em. Chỗ này bán giá cũng tốt hơn mấy chỗ khác các bạn. À, ba thứ anh, ba thứ là gì đó em? Con này 70 mà để đi 200 mẹ con lấy rồi 200 gram là 60 lấy. Dạ.
Bánh mứt gì cô? Gian hàng bánh mứt qua tiền. Dạ. Rồi các bạn đến đây nha, giá cả hợp lý nè, phục vụ vui vẻ. Qua tiền nha. Dạ. Lô số 6, số 7 đường Nguyễn An Ninh, phố Cần Thơ. Gần gần với qua khỏi đường Đồng Khởi luôn phải không? Không. Cái này đường Nguyễn An Ninh, cái đường này đường Nguyễn An Ninh. Dạ. À đúng rồi, anh làm YouTube á em. Ủa, kênh quảng cáo giùm cho tôi nha. Kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. À đây là rất là nhộn nhịp ha các bạn ha. Các chị với các cô rất là vui. Dạ. Rồi xin chào tạm biệt, chúc chú bán hết trơn mứt đây luôn nha. Ăn Tết vui vẻ, năm mới vạn sự như ý nha. Cảm ơn mọi người. Xin chào tạm biệt mọi người nhé, mọi người ơi, kết thúc video ở đây nha.